Người mắc ung thư ngày càng nhiều, chuyên gia khuyên làm ngay 10 điều sau đây để phòng tránh. Ung thư là bệnh có thể phòng tránh và giảm tỷ lệ mắc bệnh, nhưng nhiều người không để ý đến điều này. Ba chuyên gia ung thư nổi tiếng Trung Quốc đưa ra 10 lời khuyên giúp bạn thực hiện. Càng ngày, tỷ lệ người mắc bệnh ung thư càng tăng lên đều đặn, gây lo lắng cho cộng đồng. Việc phòng tránh ung thư lại chưa được quan tâm đúng mức. Sau đây là chia sẻ của ba chuyên gia ung bướu đầu ngành Trung Quốc về phương pháp phòng ung thư hiệu quả ai cũng có thể thực hiện để góp phần đẩy lùi đại dịch này. Ông Hách Hy Sơn, viện sĩ, hội trưởng Hiệp hội chống ung thư Trung Quốc, viện trưởng Viện nghiên cứu ung thư Thiên Tân Trung Quốc. Ông Tôn Yên, viện sĩ, bác sĩ, trưởng khoa ung bướu Bệnh viện ung thư thuộc Viện khoa học y học Trung Quốc. Ông Tăng Ích Tân, viện sĩ, Viện khoa học Trung Quốc, giám đốc Bệnh viện Bắc Kinh Trung Quốc. 1. Cương quyết phản đối việc mua thuốc uống phòng ung thư. Viện sĩ Sơn cho rằng, ông đặc biệt phản đối việc mọi người mua các chế phẩm thuốc phòng ung thư về uống và coi đó là một cách tốt nhất. Ông cho rằng, chỉ có chế độ ăn uống hợp lý mới mang lại hiệu quả cho việc ngăn ngừa ung thư. Hay ăn nhiều trái cây và rau quả không bao gồm dưa chua, đồ muối chua đã khú. Đừng ăn thức ăn bị mốc, hạn chế ăn các thực phẩm chế biến sẵn, không ăn thức ăn chứa chất bảo quản, thực phẩm bị cháy. Ăn nhiều thức ăn từ thực vật, tối thiểu mỗi ngày nên ăn 400g rau củ quả và trái cây. Ông nhấn mạnh rằng, nếu bạn duy trì thói quen sinh hoạt thiếu lành mạnh, không có loại thuốc phòng ung thư nào có thể chống lại bệnh tật tấn công. 2. Không ăn nhiều thực phẩm chiên rán. Thực phẩm chiên rán ở nhiệt độ cao có thể sản xuất ra các chất gây ung thư, hãy cố gắng ăn càng ít càng tốt. Dầu ăn rán đi rán lại nhiều lần có chứa một hàm lượng lớn axit béo tran, nếu ăn vào sẽ gây ra thiệt hại lớn cho cơ thể, chẳng hạn như gan nhiễm mỡ, tăng huyết áp, viêm túi mật, các vấn đề về dạ dày, tiểu đường, béo phì và thậm chí là có thể tăng nguy cơ bệnh tim mạch và các bệnh ung thư khác. 3. Tuân thủ nguyên tắc ăn bữa tối tại nhà. Viện sĩ Tôn Yên năm nay đã 86 tuổi, ông nói rằng không hiểu sao nhiều người lại thích bàn công việc trong bữa ăn tối và bữa ăn đó cứ phải diễn ra ở nhà hàng. Việc nhiều người thích bàn công việc trong bữa ăn dẫn đến một thói quen xấu chính là kéo dài bữa ăn, thậm chí những người được cho là thành công thường hiếm khi ăn bữa tối tại nhà. Thói quen đó sinh ra chứng ăn uống thất thường, hút thuốc lá trong bữa ăn, uống rượu và ăn quá nhiều một cách vô thức trong bữa tối khiến dạ dày luôn trong tình trạng bị quá tải, cộng với việc thừa cân về lâu dài có thể gây ung thư. Viện sĩ Yên cũng kêu gọi tất cả mọi người rằng hãy thương xót dạ dày của mình, trân trọng cơ thể và tránh xa các tác nhân gây ung thư, bắt đầu từ việc về nhà để ăn bữa tối. 4. Đừng tiếc rẻ thức ăn thừa. Nhiều người có thói quen tiết kiệm, điều đó không sai. Thức ăn thừa thường sẽ để dành cho bữa sau ăn tiếp. Tuy nhiên, đó là thói quen của thời kỳ khó khăn, nay kinh tế đã khá hơn thì chúng ta không nên làm như vậy. Việc tiếc rẻ mà ăn lại đồ ăn cũ, chúng ta không biết rằng thói quen này có thể gây ung thư dạ dày. Tốt nhất, bạn nên chế biến thực phẩm vừa đủ ăn để không phải ăn đồ ăn thừa để qua đêm. Viện sĩ Yên cho biết, trước đây nước Nhật là nước có tỷ lệ người mắc bệnh ung thư cao hàng đầu, nhưng sau này dần dần giảm xuống rất nhanh. Mặc dù người Nhật thích ăn thực phẩm tươi, thô, nhưng họ rất ít khi dùng thức ăn đã bảo quản trong tủ lạnh. Để phòng chống bệnh ung thư, người Nhật đã phổ biến quy trình khám dạ dày cho các nhân viên y tế khi khám đường tiêu hóa. Nếu thấy có vấn đề bất thường thì lập tức nội soi dạ dày và để kiểm tra. Điều này góp phần làm giảm tỷ lệ mắc bệnh ung thư dạ dày, chuẩn đoán sớm với tỷ lệ đạt 50%. Tỷ lệ chữa khỏi bệnh ung thư đã tăng lên rất nhiều. 5. Người gầy một chút thì nguy cơ mắc ung thư ít hơn. Người gầy thì nguy cơ mắc ung thư ít hơn người béo. Đó là khuyến cáo đầu tiên trong 10 nội dung kiến nghị phòng ung thư của nhóm nghiên cứu gồm 21 nhà khoa học thế giới nghiên cứu trong 5 năm về bệnh ung thư. Cơ quan nghiên cứu ung thư thế giới cũng đã chỉ ra rằng có đủ bằng chứng để chứng minh béo phì liên quan đến 5 loại bệnh ung thư bao gồm ung thư đại tràng, thực quản, thận, vú và tử cung. Theo quan điểm của viện sĩ Yên thì hơi đói sẽ tốt hơn là quá no, hơi gầy sẽ tốt hơn là quá béo. Phương pháp giảm béo hiệu quả của viện sĩ Yên chính là chỉ ăn uống ở mức độ 70% nhu cầu. Bí quyết ăn ít tránh bị thức ăn hấp dẫn tốt nhất là khi bạn có cảm giác hơi no thì dừng lại ngay và rời khỏi bàn ăn. Nếu như tiếp tục ngồi ở lại bàn ăn và trò chuyện, ngay lập tức bạn sẽ thèm ăn tiếp và ăn mất kiểm soát. Lâu ngày sẽ sinh ra thừa cân, thậm chí thỉnh thoảng bạn cũng nên ăn tối thật ít qua loa vào bữa tối. 6. Tuân thủ lịch khám sức khỏe hàng năm. Việc kiểm tra y tế mỗi năm một lần là cách quan trọng nhất giúp phát hiện sớm ung thư.
Tuy nhiên, cơ thể và sức khỏe mỗi người mỗi khác, nếu cẩn thận thì bạn nên khám sức khỏe 2 lần trong 1 năm. Sở dĩ chuyên gia khuyên điều này là do vì một số bệnh ung thư tiềm ẩn có tỷ lệ tương đối cao, đôi khi sẽ không thể phát hiện trong một lần kiểm tra sức khỏe. Ví dụ, chỉ một nửa số bệnh nhân ung thư phổi giai đoạn đầu có thể phát hiện thông qua việc chụp X-quang, xét nghiệm đờm, phần còn lại đã bị bỏ qua trong khi khám lần một. Vì vậy, việc tăng số lần kiểm tra y tế đối với đối tượng đáng nghi ngờ là cơ hội phát hiện sớm các mầm ung thư tiềm ẩn mà trước đó chưa phát hiện được. 7. Đừng để thói quen xấu gây ung thư. Bác sĩ Tôn Yên cho rằng nhiều khối u được cho là sinh ra từ những thói quen xấu của mỗi người, thí dụ như việc duy trì chế độ ăn uống quá mức chất béo như thịt trong khi ăn rau quả quá ít là nguyên nhân chính khiến ngày càng nhiều bệnh nhân bị ung thư đại trực tràng. Người hút thuốc lá càng tăng bao nhiêu sẽ dẫn đến nhiều người hút thuốc lá thụ động bị ung thư phổi vô tội bấy nhiêu. Trên thực tế, tất cả những thói quen xấu chúng ta đều có thể kiểm soát và hạn chế. Hãy phát triển những thói quen tốt một cách thường xuyên, duy trì một tốc độ sống tốt, ngủ đủ giấc, bữa ăn phù hợp, tập thể dục đều, không hút thuốc lá và uống rượu. 8. Tập thể dục bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu. Các chuyên gia từ lâu đã nhận ra rằng việc hoạt động thể chất liên quan đặc biệt đến sức khỏe con người. Họ thường ít đi xe, ưu tiên đi bộ càng nhiều càng tốt. Tiến sĩ Yến cho rằng tập thể dục có thể thay đổi mọi thứ. Chúng ta có thể đi bộ, bơi lội, bất kỳ môn thể dục nào miễn là cần nhận thấy sự vận động luôn tốt hơn ngồi yên. Bất kỳ thời gian nào, không gian nào bạn đều nên vận động. Đừng cầu kỳ phải tập khi đủ điều kiện. 9. Cam thảo pha nước uống là loại thuốc chống ung thư tốt nhất. Cam thảo có tác dụng trung hòa tất cả các loại thuốc, trong đó có thể giải độc hiệu quả và kháng ung thư một cách rõ ràng. Từ 2.000 năm trước, trong cuốn Thần Nông Bản Thảo Kinh của Trung Quốc đã viết rằng cam thảo chính là loại thuốc bề trên nổi bật nhất trong tất cả các loại thuốc đông y. Cam thảo giúp xương gân chắc khỏe, cơ bắp lớn dài, tăng cường hơi thở, khí lực mạnh, giải độc mạnh mẽ. Mỗi ngày dùng 10 gram cam thảo đun thành nước để uống như uống trà. 10. Học cách hài lòng và buông bỏ. Kinh nghiệm tiếp xúc lâm sàng với hàng triệu bệnh nhân ung thư trong suốt hàng chục năm làm bác sĩ ung bướu, viện sĩ Tôn Yên học được một điều rằng tâm tính thanh thản là điều quan trọng để phòng bệnh. Mỗi bệnh nhân ung thư đều có một câu chuyện riêng, nhưng họ đều có một điểm chung là áp lực, trầm cảm lâu dài, lo lắng quá mức, những suy nghĩ triền miên về một vấn đề khó giải quyết nào đó. Trong quá khứ, các chuyên gia y tế cũng đã đặt câu hỏi liệu có yếu tố tâm lý nào liên quan đến bệnh ung thư hay không, và câu trả lời là có. Một nghiên cứu cho thấy rằng những cảm xúc tiêu cực lâu dài làm cơ thể sản xuất ra stress, phản ứng stress khá mạnh sẽ làm giảm hệ thống miễn dịch của cơ thể, từ đó tạo điều kiện tốt nhất cho các tế bào ung thư hình thành. Cuộc sống hiện đại có rất nhiều áp lực, nhưng chúng ta nên buông bỏ, học cách biết hài lòng để không tạo ra căng thẳng, tức giận. Càng hạnh phúc bao nhiêu, bạn càng khỏe mạnh bấy nhiêu. Chúc các bạn phòng chống ung thư thành công. Xin trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video của chúng tôi. Vui lòng đăng ký kênh của chúng tôi để xem video tiếp theo miễn phí.